Hello, Tôn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Vui mừng chào đón quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tôn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tôn Nguyễn giới thiệu cho quý vị một video về một lô đất biệt thự trên 3.000m2, rất là đẹp. Trước khi giới thiệu lô biệt thự cho quý vị và các bạn, Tôn Nguyễn xin giới thiệu khu vực Tôn Nguyễn đang đứng đây là phường Đông Hòa của thành phố Dĩ An, quý vị ạ. Trước màn hình chúng ta là con đường nhựa 7m. Khu vực này thì quý vị chạy ra quốc lộ 1K khoảng 300m, quý vị nhá. Đây, cái chung cư ở trường Nguyễn Bình Khiêm. Đó. Bám mặt tiền quốc lộ 1K. Từ vị trí này thì chúng ta chạy ra khoảng 300m thôi. Và đây là dân hiện hữu, dân lâu đời của thành phố Dĩ An. Đấy, dân Bình Dương đây quý vị. Ở đây thì toàn biệt thự nhà vườn thôi quý vị nhá. Ở khu vực này thì đất rộng, dân Bình Dương hiện hữu, cho nên nhà nào cũng có những cái thửa đất, cái mảnh đất rất là rộng quý vị nhá, từ mấy trăm đến hàng ngàn mét trở lên. Và thưa quý vị, hôm nay Tôn Nguyễn sẽ review cho quý vị một cái lô đất rất là lớn. Và hình ảnh của lô đất này thì đây, trước màn hình Tuấn Nguyễn đang chỉ cho quý vị đây. Thưa quý vị, phía trước chúng ta có con đường nhựa 7m. Đấy, xung quanh thì hàng xóm, toàn biệt thự nhà vườn như thế này. Đấy, dân cư hiện hữu. Lô đất của chúng ta có hướng chính là hướng Tây quý vị nhá. Và mặt tiền bên hông bên kia có một con đường nữa là hướng Bắc. Đó. Tổng diện tích của lô đất này lên tới 3.520m2. Đó, thưa quý vị, một cái diện tích cực kỳ lớn, đúng không ạ? 3.520m2. Và thưa quý vị, có 250m thổ cư thôi. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị rõ ràng để cho quý vị nắm được ngay đầu video là có 250m thổ cư thôi, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì chủ nhà nói thật với quý vị là một cái diện tích đất rất lớn, chủ nhà chưa có mà mục đích sử dụng, cho nên là người ta đang để như thế này để làm bãi gửi xe đấy, và trồng rau đấy, trồng cây ăn quả thế thôi. Và thưa quý vị, thì khu vực này như Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị, 300m thôi là quý vị đi ra quốc lộ 1K rồi, đúng không ạ? Phía bên tay phải là chúng ta bước qua thành phố Thủ Đức, đó, ra Bixigo khoảng đâu đến 700-800m thôi là đến Bixigo và đến đất của thành phố Thủ Đức rồi quý vị nhá. Chúng ta chạy thẳng lên con đường Phạm Văn Đồng lên sân bay Tân Sơn Nhất, rất là tiện lợi luôn. Và bên phía tay trái thì quý vị đi về thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Nếu quý vị đi xe Honda, đi xe hơi thì chỉ khoảng hết 10 đến 15 phút thôi. Đây, và xung quanh cái lô đất cũng như vị trí của chúng ta thì bám mặt tiền đường, đấy, quốc lộ 1K rất là gần, cho nên chung cư, nhà cao tầng, biệt thự rất là nhiều. Vâng, và đây là mặt tiền chính, đúng không ạ? Mặt tiền hướng Tây. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên đây, quay mặt tiền hướng Bắc để cho quý vị xem. Và thưa quý vị, ở phía bên hông này, chúng ta có một cái mặt tiền hướng Bắc. Đó, trong này là khu dân cư, đường thông bàn cờ. Quý vị đi về các hướng thành phố lân cận, Thủ Dầu Một, Đồng Nai, Thủ Đức, các thứ, đi đường nào cũng được, đường tứ hướng, quý vị nhé. Và đây, con đường này thì hơi hẹp, hướng Bắc. Nhưng mà Tuấn Nguyễn cũng xin thưa rõ với quý vị là như thế này này. Anh chủ nhà nói với Tuấn Nguyễn rằng ở trên phường, trên xã, trên quận, huyện thì người ta cũng có họp dân rồi. Sau này thì người ta sẽ mở con đường này lớn ra. Ở bên đây bỏ ra 1m này. Đấy, bên nhà dân bên đây bỏ ra 1m. Và bên chúng ta bỏ ra 2m. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng nói rõ luôn với quý vị đấy. Là con đường này là thành con đường 6m này quý vị nhá. Đấy, hiện tại là nó 3m. Bên đây chúng ta bỏ ra 2m và bên đây bỏ ra 1m nữa là thành con đường 6m. Đấy, chủ nhà thì cũng vừa nói với Tuấn Nguyễn như thế. Thì Tuấn Nguyễn cũng mới nắm bắt được cái thông tin này. Đấy quý vị nhá, con đường này là cũng con đường nhựa, lúc trước thì đổ nhựa này. Nhưng mà bây giờ qua cái thời gian sử dụng thì nó cũ như thế này. Chúng ta nhìn rất là giống bê tông, đúng không ạ? Nhưng cũng có đường nước rồi, chạy thẳng vào khu dân cư như thế này. Và thưa quý vị, cái tường mà quý vị đang nhìn đây là cái hàng rào tường của chúng ta, quý vị nhá. Ở bên trong thì chủ nhà chỉ trồng chuối với lại rau cải, mồng tơi, rau đay rồi vân vân. Nói chung là rau củ quả. Đấy.
chạy tuốt xuống dưới kia. Đấy, cái bờ tường này rất là dài quý vị nhá, rất là dài. Và thưa quý vị thì Tuấn Nguyễn thì nói thật với quý vị thì Tuấn Nguyễn chỉ giới thiệu với quý vị là có hai cái mặt tiền thôi. Đó. Nhưng mà ở phía sau này có một con đường nữa. Ở phía sau ấy, sau lưng ấy, gọi là sau lưng ấy quý vị nhá. Có một con đường nữa, nếu như chúng ta mà gọi là ba cũng được. Nhưng mà thôi thì đường dân cư đúng không ạ? Mình gọi là cái đường đi thôi. Chứ gọi mặt tiền thì đôi khi nó cũng không đúng đúng không ạ? Đấy, mặt tiền thì chỉ có một cái mặt tiền chính thôi. Còn ở đây thì là cái đường khu dân cư. Đấy, người ta đi ở đây. Nhưng mà nói về đường đi lối lại của cái lô đất này thì nó là ba mặt quý vị nhá. Đấy. Đó. Đây. Đây quý vị, ở phía sau của chúng ta đây cũng có một cái lối đi nữa. Và cái hàng rào đây là của nhà chúng ta quý vị nhá. Đấy, có hàng chuối đấy, hắt vào là của nhà chúng ta. Vườn chuối này là của nhà chúng ta quý vị nhá. Đấy. Thì Tuấn Nguyễn quay như thế này để cho quý vị hình dung được, tức là lô đất của chúng ta có ba mặt tiền thông thoáng đúng không ạ? Bên kia thì giáp vách với nhà hàng xóm không nói rồi, còn đây có một con đường nhưng mà đường nhỏ thôi. Tương lai thì người ta sẽ bỏ ra một bên 1 mét, một bên 2 mét để làm con đường này thành con đường 6 mét quý vị nhá. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn đi lên bên trên và đi vào bên trong sẽ quay rõ hơn để cho quý vị xem được cái hình ảnh của cái lô đất này, lô đất của chúng ta như thế nào. Đây, tiện đây thì Tuấn Nguyễn cũng đứng ở chỗ này để quay qua cho quý vị biết cái phía sau của chúng ta đây. Đó, quý vị thấy không? Một cái hình ảnh là xanh mướt. Quý vị thấy toàn rau là rau, đúng không ạ? Rau chuối, hoa, quả, rồi rau lang, rồi tùm lum hết. Phía trên kia là chủ để gửi xe, quý vị nhá. Đấy, 3.600... À, thưa xin lỗi quý vị, 3.520 m². Một cái diện tích đất phải nói là khổng lồ. Đó. Ở thành phố thì đâu đó chúng ta chỉ nghe qua những cái lô đất 50 m², 70 đúng không ạ? 100, 200 m đã là nhiều rồi, đúng không quý vị? Mà nếu như ở mặt tiền đắc địa đấy thì chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để chúng ta mới mua được một cái lô đất để làm nhà. Đấy, đẹp và bám mặt tiền đường, đúng không quý vị? Còn ở đây thì quý vị biết rồi, Tuấn Nguyễn vừa giới thiệu với quý vị 3.520 m², một cái diện tích phải nói là khổng lồ, nó như một cái sân banh luôn, đúng không vị? Đấy, tương đương với cái sân banh rồi đó. Và có 250 m thổ cư quý vị nhá. Đấy, và Tuấn Nguyễn cũng không để quý vị chờ lâu, Tuấn Nguyễn cũng báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn là cái lô đất này chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 18 triệu/1 m² quý vị nhá. Đây, xung quanh hàng xóm của chúng ta thì toàn biệt thự nhà vườn thôi. Đó, quý vị thấy không? Đất bao la, cái đường đi lối lại cái sân của người ta thôi cũng rộng mênh mông bao la. Bởi vì sân dân hiện hữu, quý vị nhá. Dân gốc của thành phố Dĩ An, của Bình Dương trước đây thì người ta ở đây lâu đời rồi, cho nên đất rất nhiều, quý vị nhá. Đấy, đường trước nhà này, đường nhựa 7 m, đi ra quốc lộ 1K có 30 m thôi, quý vị nhá. Ra thành phố Thủ Đức thì 700-800 m, ra Bixigo cũng vậy. Trung tâm mua sắm, đấy, sầm uất. Và đây, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để review sơ qua thôi. Hình ảnh này thì nó là đất và cây ăn trái. Đấy, cây ăn quả, cây ăn trái và rau củ quả. Ở bên này thì anh chủ nhà anh cũng có giữ xe, quý vị nhá. Một cái khu vực giữ xe để tăng thêm thu nhập cho gia đình, đúng không ạ? Mình vừa trồng rau ăn trái này, vừa giữ xe này. Đó, tóm lại là như thế. Và Tuấn Nguyễn cũng chỉ quay qua như thế này thôi. Đây quý vị nhìn đây, họ gửi xe đây quý vị nhá. Đấy, tháng bao nhiêu đây thì Tuấn Nguyễn không biết. Đó, thì quý vị ơi, quý vị nào mà đang có quan tâm đến những cái lô đất lớn, có diện tích lớn như thế này, nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An, giáp với thành phố Thủ Đức, có diện tích là 3.520 m². Đấy, có 250 m thổ cư. Còn đâu là còn lại là đất trồng cây lâu năm quý vị nhá. Đấy, chúng ta có mục đích thì sử dụng thì chúng ta lên thổ cư. Đấy, bên kia là giáp mái với cái nhà ống của nhà hàng xóm rồi. Bác nào mà có điều kiện khá giả mua một cái lô đất này về để xây một căn biệt thự duy nhất ở đây thôi, 3.520 m², thì ôi già ôi,
Thật sự là có lẽ đây là một cái căn biệt thự mà lớn nhất thành phố Di An. Đúng không quý vị? 3.520 m2 ở ngay trung tâm thì nó khác với ở ngoại thành. Đúng không quý vị? Ở ngoại thành thì có những căn lên tới 5-6.000 m, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đất thì là đất, ối giời ơi không, đúng không ạ? Đất ao, đất hồ, đất sông, đất suối, đất rừng cây, rồi là đi mãi chẳng thấy thành phố đâu. Thì đó là vô kể rồi, đó là có thật. Đây quý vị nhìn cái đám rau đây này, đẹp xanh mơn mởn luôn. Ui dồi ôi, cực đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, nói về rau củ quả ở đây thì nhà chủ người ta trồng này. Đấy quý vị thấy rau đây này, rau lang này, chuối này, và giữ xe lấy tiền, đúng không ạ? Đấy, có phí đồng ra đồng vào cũng rất là tốt. Thì Tuấn Nguyễn cũng bật mí nhỏ với quý vị này, ông chủ đang ngồi ngoài kia. Nếu mà nói ông nghe được thì ông cũng rất buồn. Nhưng mà Tuấn Nguyễn nói với quý vị nhỏ như thế này, cũng đang ngập ngân hàng quý vị nhá. Đấy, cũng trả lên trả xuống rồi, cũng có khách trả cái này cái kia rồi, nhưng mà đang còn kỳ kèo nâng lên 1-2 giá nữa. Đấy, 18 triệu trên 1 m2, nhưng mà quý vị còn thương lượng rất là mạnh nhá. Giá cả ở đây thì Tuấn Nguyễn chỉ việc là review và báo cho quý vị biết thôi. Còn quý vị trả bao nhiêu thì là quyền của quý vị với chủ nhà. Tuấn Nguyễn thì không biết được, đúng không ạ? Có nhiều vị khách hàng hỏi Tuấn Nguyễn là giá bao nhiêu thì chốt được. Tuấn Nguyễn xin thua. Nói thật với quý vị là Tuấn Nguyễn không bao giờ mà tham gia tới cái việc đàm phán giá cả cả. Đấy, có chăng thì quý vị yêu cầu thì Tuấn Nguyễn cũng hỏi chủ nhà và trả lời cho quý vị thôi. Chứ còn không nắm được là ý định của người ta bao nhiêu tiền người ta bán, quý vị nhá. Đấy, cái vấn đề này thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa rõ với quý vị như vậy để quý vị nắm được. Và cái giá cả thì quý vị cứ tự lên đây, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà đất trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian, quý vị nhá. Hôm nay Tuấn Nguyễn bán một cái sân bóng này. Đấy, một cái sân banh này 3.520 m2, là một cái bất động sản cực kỳ lớn đó. Quý vị nào có điều kiện, quý vị đang tưởng tượng được, đang tưởng tượng, mường tượng ra chúng ta sẽ xây một căn biệt thự 3.520 m2 ở đây không, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhá. 18 triệu trên 1 m2 thì Tuấn Nguyễn nhân lên rồi. Lúc nãy Tuấn Nguyễn cũng đặt máy tính ra, Tuấn Nguyễn nhân thì đâu đó nó khoảng hơn 60 tỷ, khoảng 62, 63 tỷ một chút xíu. Đấy, đó là Tuấn Nguyễn nhân giá tổng thể quý vị nhá. Còn cái giá thực tế là quý vị còn thương lượng rất nhiều, đúng không ạ? Quý vị hai bên cứ ngồi với chủ nhà và quý vị thương lượng thoải mái. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại cho quý vị một lần nữa. Tổng diện tích đất của chúng ta lên tới 3.520 m2. Đó, ở phía trước thì rộng khoảng 40-45 m chiều ngang quý vị nhá. Đấy, 4-50 m chiều ngang. Đấy, và chiều sâu khoảng đến 70-80 m. Đấy, khoảng đến 70 m quý vị nhá. Đó, 5735, đúng rồi, 50 m chiều ngang phía trước và chiều sâu khoảng là 70 m, hơn 70 m một chút xíu. 3.520 m2 thì quý vị cứ nhân lên. Một cái lô đất phải nói cực đẹp, vuông vức, hai bên thì có tường rào bao quanh hết rồi. Ở trong đất thì chủ nhà trồng rau này, trồng chuối, rồi là để cây cỏ nó tốt lên như thế này. Đấy, rau này quý vị đâu, nhìn rất là đẹp. Và gửi xe để lấy tiền, lấy phí. Đó, có đồng ra đồng vào. Chủ nhà cũng lớn tuổi rồi. 18 triệu trên 1 m2 quý vị nhá. Quý vị còn thương lượng rất là nhiều. Vâng, thì quý vị xem được cái video này, quý vị thấy cái lô đất này này, rộng, đẹp, ngay trung tâm thành phố Di An, có tiềm năng, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây gặp chính chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả quý vị nhá. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, Tuấn Nguyễn chuyên bán sản phẩm có giá trị cao nhằm phục vụ cho quý vị khán giả của Tuấn Nguyễn có điều kiện kinh tế cũng như kiều bào nước ngoài. Quý vị đang muốn về Việt Nam sinh sống, chúng ta đang muốn mua những căn biệt thự đẹp, lô đất lớn như thế này, cực kỳ tiềm năng, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Đó, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ, quý vị vui lòng tương tác kênh. Đấy, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, subscribe kênh, comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn. Đặc biệt quý vị hãy nhấn like ủng hộ Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Và hãy nhớ ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều cho quý vị xem, cũng như lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp, biệt thự đẹp để quý vị mua.
Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.